Xin giới thiệu đôi nét về có một kiểu gừng. Năm nay là năm 2023, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thì sẽ kỷ niệm 600 năm. Tôi có 8 năm gắn bó với trung đoàn, trước đây nay Lữ đoàn. Thế và Thượng tá Trần Thanh Tú thì thời gian dài hơn, từ Trường Sơn cho đến Trường Sa. Thế ban liên lạc Lữ đoàn Công binh Hải quân 83 tỉnh Nam Định, tôi làm trưởng ban, Thượng tá Trần Thanh Tú phó ban. Thì cùng với một số anh em nữa thì có kế hoạch là năm nay sẽ tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Lữ đoàn tại Bảo tàng Đồng Quê. Đấy, và sẽ mời tất cả anh em đơn vị tại Nam Định và mời ban liên lạc của các của Lữ đoàn Công binh 83 ở các tỉnh về dự kiến khoảng độ, Thanh Tú có nói khoảng 700, tôi nói 700 người đông quá, khoảng độ 600 thôi. Thế và anh Tú có nói là tôi cố gắng viết một cuốn sách về liên quan đến cả quân chủng hải quân, liên quan đến trung đoàn lữ đoàn công binh 83, đặc biệt giai đoạn ở Trường Sa. Thì tôi đang tập trung viết hôm nay cũng đã khoảng một tháng nay, khoảng 400 trang thì gần xong rồi. Thì trong đó với mở quyển sách về sử, tôi phải nghiên cứu hai quân sử của lữ đoàn công binh 83 thì đã đọc hết, đang nghiên cứu lịch sử hải quân dân Việt Nam 1955-2015 thì đọc hết một lượt để chọn những cái nội dung liên quan đến trung đoàn, đến lữ đoàn, đến cá nhân tôi. Thì công tác ở hải quân 16 năm thì tôi đã ra Bạch Long Vĩ gần 3 năm xây dựng công trình, rồi sau đó thì ra Trường Sa 20 đoạn ở phòng công binh hải quân, thì đi cùng tư lệnh Đáp Văn Cương. Thì sau này là về làm trung đoàn trưởng thì cũng 8 năm gắn bó Trường Sa nữa, thì rất nhiều cái kỷ niệm. Thế mà đặc biệt là khi tôi ở phòng công binh thì đã đi tất cả các cái đảo của Việt Nam, đi hết, rất nhiều kỷ niệm. Thế và khi về Hà Nội thì cũng tham gia là các cái ban liên lạc, và hiện nay là trưởng ban liên lạc Hải quân Hà Nội, trưởng ban liên lạc Công binh Hải quân Hà Nội, trưởng ban liên lạc đoàn 83 khu vực Hà Nội, gồm có Trung Pháp, Trung Mỹ và bảo vệ Trường Sa. Thế rồi trưởng ban liên lạc của Hải quân tỉnh Nam Định, trưởng ban liên lạc của Hải quân Nhân Gia Thủy, thế và trưởng ban liên lạc Công binh Hải quân Lữ đoàn Công binh quân 83 Nam Định. Thế rất nhiều cái nội dung. Thì theo đề xuất của anh Tú thì cũng muốn từng viết một cuốn sách cá nhân mình, nhưng mà nó lên gắn bó với quân chủng hải quân, với biển đảo, rồi với trung đoàn lữ đoàn công binh 83, với các ban liên lạc nữa. Thì tổng viên viết khoảng 400 trang, gần xong rồi. Đấy. Thì đây cũng là cái kỷ niệm của tôi và cũng là cái quà tặng cho các đại biểu dự vào ngày 13 tháng 8 năm 2023 tại Bảo tàng Đồng Quê. Đấy. Hôm qua thì viết thì tôi nào cũng viết, thì con trai nó về thì hôm qua nó nói là sáng qua đi đấy, nói bố sẽ thay cái bóng điện chứ, điện tối thì ngày nào cũng viết thì hỏng mắt. Hôm qua đi mua hai bóng điện về, nó sau nó đi luôn thì vì nó có việc về. Chú Khánh tôi gặp được hai cái bóng điện này, đấy, và mua 135.000 chiều hôm qua. Đấy, thì gặp chú Khánh cho bảo đây là thế anh mua đi, bảo mua thay hai bóng điện ở trong phòng. Hey, chú bảo chú thay tôi cái. Hôm qua đông khách quá, ông ấy phải đứng ở ngoài cửa để ông ấy điều hành. Đấy. Cái tối mở ra đọc nó tù ngủ này. Bóng điện này, nó vẫn hỏng. Thế tôi đi cẩn thận, tôi bảo thôi nên thay cái bóng điện đi đọc. Tôi đã được biết tin là có một đồng chí trung tướng là thay bóng điện chết đấy, ngã chết đấy. Trước khi lên mình cũng bảo cẩn thận, có thể như ông kia cũng chết. Đồ đạc ở trên mặt bàn này, chuyển hết trong dưới kia. Xong mới thử cái ghế đứng lên. Đấy. Đấy, đấy, treo lên bàn để kiểm tra, đấy, thay cái bóng điện, thay vào nó sáng rồi tự nó tắt hết, tháo ra tức là thấy nó nhiều cái bằng điện quá, nó xuống tìm cái chỗ để quét, tìm chỗ quét thì mới đứng ở chỗ này, đấy. Nó lật luôn, tức là anh đã đứng ở giữa, không đứng ở cạnh này, vật ngửa ra. Đấy, tay với vào cái ảnh ra hồ, ảnh cứ đập vào đầu, các thứ rơi loáng xoáng. Thế và đập cái sườn này vào, đấy, cái sườn này mà
là cái thành ghế này, sườn là thành ghế này, toàn một cái mạng sườn đập vào đây, cái chân này trượt xuống cái ghế này, trượt xuống đất, quài vào cái chai rượu trong, gỡ chai rượu ra, đạp vào nó chảy toang máu ra, đấy, cái rồi là cái chỗ này nó sướt vào cái thành ghế này, sướt thì trượt đạp đây này, trượt đây này, sướt vào cái thành ghế này, đấy thoát ra, thấy lòng chồng sáng ấy thì nhà tôi ở bên cạnh phòng chạy sang sao thế? Ôi giời ơi, bảo thế thì có gì không, có vỡ đầu không? Và không, cái bảo thế là nó mà đi thì hai tôi mới cái la cảm ơn. Đấy rồi nhà tôi gạo ra đắp vào đây, tôi cầm cái này này móng cái toang cái này, xong rồi đắp vào vịt lại thì nó hết máu, và đắp vào chỗ này nó suốt máu chảy từ đây này, đấy như đây này. Thế là từ đêm qua đến nay thì là nó khô, đấy nó khô rồi. Cho nên tôi nói cái cỏ mực rất là tốt. Tôi bị cái con cá hỏa tiễn nó ở cái bể nước này, nó cắn ba chỗ dài tới 2-3 cm, 3-4 cm, sâu lắm tới xương luôn đấy. Thế mà tôi thò tay xuống để mà tôi vặn cái phá nước, nó đến nó nước luôn, toang máu ra. Thế tôi về tôi đi gã cỏ mực ra, tôi rít lại, tức là rửa sạch trong lấy nước rửa xong rít lại, trong một tuần nó liền lên, rất là tốt cỏ mực. Và khi tôi bị hai lần bị mổ đấy thì cái thuốc cầm máu là mình không dùng. Vợ tôi bị gã đấy, cái cỏ mực khô nấu nước thì tôi uống hàng ngày cầm máu hết. Có một lần tôi đi đam đêm ngủ tôi bị té máu ra này, bây giờ cái tiền lệ tuyến ấy, nên là phải lấy cỏ mực nấu ăn là nó khỏi. Cỏ mực rất là tốt, nó chữa được cái là cái cầm máu, kháng sinh và bệnh đường ruột. Nhưng ai bị bệnh đường ruột ấy cứ lấy cỏ mực để nuôi uống, tôi cam đoan là khỏi. Cái thứ hai đậu gừng, nó đau toàn bộ cái sườn, cái sườn này nó đau, thì phải lấy đậu gừng này bóp, nhưng đừng sao bóp cái này. Tôi nói cô giáo em cầm tìm cho anh cái thay đậu gừng và không biết phải mang lên. Thế như vậy là tức là dùng cái cỏ mực, cái đậu gừng thì đã xử lý. Năm nay thì hạn, người ta nói hạn rồi. Đầu năm tôi có thông báo là năm nay trong tuổi 3 thì đại tá Nguyễn Văn Khuynh nhận rất gắn bó tôi ở cơ quan bộ quốc phòng ấy, giúp chúng tôi làm cái văn bản về và giải phóng mặt bằng cho được tại biên giới. Các bạn thì phải cũng chân thân anh ấy nói, tức là năm nay nghỉ hạn đấy, 73 tuổi đấy. Thì mình bảo cũng chẳng tin hạn không gì đâu, nhưng mà bảo thôi thì cũng cẩn thận. Anh nhưng mà thôi thì năm ngoái thì trèo theo cái tranh thì ngã xuống thì vật vào cái mạng sườn bên trái, xước chân bên trái. Năm nay thì trèo thì bóng điện thì gã xuống vật ra thì hỏng cái còn chết đi bằng trèo bằng đau mạng sườn bên phải đấy, rồi xước cái chân bên phải. Như vậy 2 năm 2 nơi chắc là hết hạn, từ này thì không có leo trèo gì nữa đấy. Nhưng mà thôi cũng là cái kinh nghiệm để cho mọi người chúng ta cao tuổi chú ý. Và nhân dịp này giới thiệu cái cỏ mực và rượu gừng, ai cũng nên có một cái chai rượu gừng rất là tốt, tất cả ngã xuống là bôi vào nó ổn ngay. Và cỏ mực đặc biệt là cầm máu, kháng sinh, đường ruột rất là tốt. Thế hôm nay thì cũng các ngày nghỉ về quê mấy ngày, chủ yếu là ngồi viết sách thôi, viết cuốn sách này để mà kỷ niệm cho mình, rồi tặng các đồng đội của Lữ đoàn Công binh Hải quân 83, của Công binh Hải quân và các đồng đội Hải quân mà tôi viết toàn diện, đầy đủ. Và nó liên quan đến tất cả những gì gắn bó với Hải quân 16 năm. Hải quân mà đến nay tức là về hưu rồi, nhưng mà tham gia các bên liên lạc thì vẫn tiếp tục để mà thật hoạt động. Thì sẽ là một cuốn sách quý với tôi. Và nó cũng gắn bó, có thể nó cũng có rất nhiều kỷ niệm với đồng chí đồng đội. Đặc biệt là các thủ trưởng quân đội quân mà thời tôi công tác. Đấy, rất là gắn bó. Sẽ là rất là quý. Thì xin giới thiệu một đôi lẽ như vậy. Xin trân trọng cảm ơn, chúc đồng chí đồng đội bạn bè người thân 3 ngày lễ, 5 ngày nghỉ vui vẻ, khỏe mạnh, an toàn. Xin cảm ơn.